Kính thưa quý cô chú, anh chị em, hôm nay Tuyết Già lên đây xin chia sẻ một chủ đề nói về đường sinh mệnh là đường mạng đạo. Đường sinh mệnh đôi, đường mạng đạo nha quý cô chú anh chị em, là một cái đường để Tuyết Già để cái tay này đó, một cái đường dài xuống như thế này ôm vô cái gò kim tinh của mình. Đó, Tuyết Già cũng có cái đường mạng đạo nè, thật là đậm nè, thật là dài. Thì á, nếu như ai có cái đường mạng đạo đôi thì cái ý nghĩa như thế nào? Thì cái này là cái mạng sống của mình nhân lên gấp đôi. Mà cái mạng sống của mình nhân lên gấp đôi, rồi hỏi vậy mình có tai nạn không? Mình có bệnh tật không? Thì cái này hôm nay Tuyết Già xin chia sẻ thật lòng nha. Ai trong chúng ta không tránh khỏi cái chuyện mà gọi là sanh lão bệnh tử. Nhưng mà đối với người có đường sinh mệnh đôi thì á, bệnh á, dù cho nặng cũng thành nhẹ, mà dù cho có mổ xẻ, dù cho có như thế nào cũng gọi là hồi phục rất là nhanh, không có mà phải nằm liệt giường liệt chiếu hết. Tự vì người này á, là đời trước á, người ta đã cứu biết bao nhiêu mạng sống, cho nên nó bây giờ mới hiện trên cái đường chỉ tay như thế này. Người ta đã từng cũng như giống như phóng sinh cũng là cứu mạng sống, đúng không quý cô chú anh chị em? Giống như mình thấy những cái con tôm, con tép, rồi con cá hay con gì đó mà mình thấy mình không nỡ lòng nào để giết nó, thì mình đem đi thả nó đi thì mình cũng cứu được một mạng rồi, đúng không quý cô chú anh chị em? Hoặc là mình cứu những cái mạng người luôn, những cái giống như là cái sự gì mà tai nạn của người ta tới mà mình nhanh nhẹn mình chụp được á, thì mình cũng coi như mình cũng cứu mạng. Cũng như là một người mà sắp sửa ngã mà mình hốt hai tay mình đỡ ra kịp, đúng không quý cô chú anh chị em? Đừng có để người ta ngã xuống mà té đầu, thì cái đó cũng là cái cách mà để mình cứu mạng sống. Thì mình làm nhiều cái việc nó vô rất là vô tình, mình đâu có biết đâu. Rồi mình làm á, những đời trước, những kiếp trước, hoặc là kiếp này, đời này, rồi mình cũng không có suy nghĩ nữa, mình làm một cách vô tư à, rồi mình đâu có biết. Rồi cái tự nhiên cái đường sinh mệnh của mình nó có một cái đường cặp theo, một cái đường cặp theo sát vô, thì cái đó gọi là đường sinh mệnh đôi. Mà người có đường sinh mệnh đôi á, là người này không bao giờ mà gọi là giống như homeless đi hen, tức là không nhà không cửa, rày đây mai đó gì đó. Cái người này không có dù có rày đây mai đó cũng ở trong cái ngôi nhà thuê, nhà mướn, che nắng che mưa, tức là không có giống như ngủ ngoài đường ngoài xá gì đó, hoặc là ngôi nhà nhỏ, hoặc là cái công việc làm ăn của người này luôn luôn lúc nào cũng có công việc làm ăn, mà gọi là tới già luôn quý cô chú anh chị em, không bao giờ thất nghiệp hết trơn á. Tại vì cái người này người ta đã từng cứu biết bao nhiêu mạng sống rồi, mà làm sao mà ơn trên để cho người ta mà thất nghiệp chết đói được, không bao giờ có. Rồi cái người này sống có thọ không? Thì sống thọ hay không á là còn phải kết hợp nhiều cái, cũng như nhiều cái tướng tai, tướng mặt, tướng mũi, đúng không? Nhưng mà cái người mà đã có đường sinh mệnh đôi á thì thọ ít nhất cũng phải từ 65 tuổi trở lên nha quý cô chú anh chị em, không thể nào dưới 65 tuổi được. Đó là thọ từ cái tuổi đó trở lên, mà thọ nữa thì Tuyết Già phải cộng thêm những cái tướng khác nữa nha quý cô chú anh chị em. Mà nói với cái đường sinh mệnh đôi này á, là thường thường á, là nếu mà ở trên cái đường sinh mệnh của mình mà có những cái dấu cắt, những cái gì hòn đảo á, thì dù cho mình có đi đến bệnh viện đi nữa thì cũng giống như giải phẫu rồi nhẹ rồi cũng hả, cũng khỏi thôi. Hoặc là giống như là bệnh bệnh mà giống như là cũng như là hồ sơ đồ bệnh án đồ làm dữ dằn lắm kìa, rồi đi khám rồi đi tùm lum hết á, nhưng mà cái kết quả đó rất là tốt đẹp, đúng không quý cô chú anh chị em? Tự vì Tuyết Già cũng nhiều lần đi bệnh viện lắm rồi, mà cái kết quả cũng tốt đẹp lắm, mới bây giờ còn ngồi đây đó quý cô chú anh chị em. Tuyết Già cũng có cái đường sinh mệnh đôi mà nó ngắn nhỏ xíu, nó cặp theo như thế này nè. Mà nếu ai có được cái đường sinh mệnh đôi mà dài nữa đó hen, là rất là tốt. Thì
cái này nó cũng nói lên cái sự nghiệp tương lai của mình luôn. Tự vì cái người mà nếu như cái đường sinh mệnh mà cái mà mỏng quá rồi rồi đường sinh mệnh xấu, đường cái mạng đạo là cái mạng sống của mình mà nó xấu xa thì mình đi bệnh viện mình uống thuốc hoài thì nó cũng vẫn nghèo thôi, đúng không quý cô chú anh chị em đó. Còn cái người mà người ta khỏe như thế này á thì làm sao mà nghèo được, nó cái mạng sống của người ta rất là cao, dù cho mà người ta có giống như động đất hay là gì đó sóng thần gì đó thì người ta cũng được giống như chạy ra khỏi cái chỗ đó đấy. Nhưng mà cái người á mà có cái đường sinh mạng, cái đường mà sinh mệnh nè mà đôi này á, thì đa số người này nè có cái đường tâm đạo rất là đẹp. Nếu ai có cái đường sinh mệnh đôi, dứt khoát cái đường tâm đạo phải đẹp thôi. Tiết già đã nghiên cứu rất là nhiều bàn tay rồi. Còn nói về cái đường trí đạo á, là đường trí thức, cho nên á, cái đường trí đạo á, thì không thể mà đi đôi với cái sự mà đẹp của cái đường sinh mệnh được, chỉ có cái đường tâm đạo thôi. Tiết già xem rất là nhiều bàn tay, Tiết già nghiên cứu như thế, thì cái tấm lòng cao cả của họ rất là quý báu, cho nên trời sinh ra trong lòng bàn tay mới là có cái đường tâm đạo thẳng băng và đẹp, đúng không quý cô chú anh chị em. Mà nói chung là cái đường tâm đạo này á, mà nếu như mà xấu thì coi như không phải là nói mình xấu đâu quý cô chú anh chị em, mà giống như mình suy nghĩ á, mình suy nghĩ mình làm những cái việc gì á, nó sai lệch mà mình không biết, rồi đôi ra cái đường tâm đạo mình nó cắt nhiều quá, nó mất đi cái sự mà giống như cái tình cảm trọn vẹn, rồi nó ảnh hưởng luôn cái chuyện tình duyên gia đạo của mình luôn. Cho nên á, cái đường tâm đạo và cái đường sinh mệnh này rất là quan trọng. Đó, nếu mà mình muốn có cái đường tâm đạo và sinh mệnh đẹp thì mình cố gắng mình tu tập, thì á, từ từ cái đường nó cũng thẳng đẹp. Và quý cô chú anh chị em, Tiết già đã nghiên cứu thật sự luôn, mà trong sách cũng để. Tự vì tâm sanh tướng, tướng tùng tâm diệt, mà đâu có bao giờ mà sách mà nói sai được, đúng không quý cô chú anh chị em. Thì cái tướng á, là do cái tâm mà ra. Thì cái tâm mình suy nghĩ sao là cái tướng y chang như vậy luôn à. Đó. Cho nên hả, Tiết già lên đây chia sẻ để quý cô chú anh chị em nào ai còn khổ đau giống như Tiết già nè, cái mình hả, tu tập rồi từ từ mình sẽ thoát khỏi ra cái cảnh khổ đau, đúng không? Thì cái đường sinh mệnh của ngày hôm nay á, là nếu như nhìn xem cho kỹ, nếu mà trên cái gò kim tinh mà đầy đặn á, thì người này vẫn có nhà, mặc dù cái đường nhà cửa, cái đường mà cái đường bất động sản không có, đúng không, mà có cái đường sinh mệnh đôi thì như thế nào nè, vẫn có nhà như thường. Nhưng mà có nhà như thế nào, đa số là có nhà ông bà cha mẹ để lại. Chiếc người này á, không bao giờ mà người này mà tự tay mà người có thể người ta làm ra tiền để mua nhà được. Tự vì đây là nói về cái đạo đức, cái tính cách đạo đức của con người mà nhiều hơn là cái công, cũng như là cái công ăn việc làm hoặc là sự nghiệp. Tự vì ở đây nó không có cái đường sự nghiệp, và làm sao mà có sự nghiệp được mà tự mua nhà, nhưng mà không mua nhà mà vẫn có nhà ở. Đó là tại vì người này có một cái tâm Phật, cái tâm từ bi, cái tâm tha thứ, cái tâm cũng như là cứu mạng người, cho nên mới có được cái đường sinh mệnh đôi. Thì người này chắc chắn 100% là không bao giờ mà ở ngoài đường hết. Đó, dù ha người này làm công ăn lương chăng đi nữa thì người này vẫn có nhà, mà nhà hả coi như cha mẹ anh em ông bà để lại cho người này. Người này sở hữu giống như là mình được sở hữu cái của quạnh tài hoặc là những cái của hồi môn gì đó quý cô chú anh chị em. Ở đây cái đường này á là không có thể nào mà nói lên là cái sự mà tự tay mua nhà được nha quý cô chú anh chị em nha. Tự tay mua nhà là phải có một cái đường định mệnh đó. Video chia sẻ đến đây kết thúc, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em rất nhiều. Hẹn quý cô chú anh chị em gặp lại video tiếp theo.